nóng trong ngày, nhân viên quán bar ở Đà Nẵng nhiễm nCoV phát hiện ở Đồng Nai. Kính thưa quý vị, sáng nay thì Bộ Y tế vừa công bố thêm một ca mắc COVID-19 mới tại Đồng Nai. Trường hợp nhiễm COVID-19 này làm chung quán bar với một ca dương tính đã được công bố trước đó tại Đà Nẵng. Bệnh nhân có địa chỉ cư trú ở Đồng Nai, làm việc tại quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng. Theo thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, thì trường hợp vừa có kết quả dương tính là bà BTT, 44 tuổi, địa chỉ cư trú tại đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh. Người này làm việc tại quán bar New Phương Đông ở thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi bệnh nhân 2982, nam nhân viên làm việc tại khu massage của khách sạn An Phú, Đà Nẵng, từng đến vào ngày 28 tháng 4. Theo đó, 17 giờ ngày 30 tháng 4, bà T đến nhà ông BDH 96/14A, Hải Hồ, Hải Châu, Đà Nẵng. 19 giờ đến quán bar làm việc bình thường đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 5. Ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 thì làm việc bình thường tại quán bar, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. 6 giờ 30 ngày 3 tháng 5, ra sân bay Đà Nẵng bằng Grab Car. 9 giờ 30 lên chuyến bay VN113, số ghế 18. 10 giờ 30 đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi xe khách về thành phố Long Khánh khoảng 13 giờ 30, được người nhà đón về 242 Ngô Quyền. 18 giờ bà T ăn bánh cuốn tại quán Thiện Hương. 19 đến 20 giờ 30 đến trụ sở ở khu phố 2, phường Xuân Thanh làm căn cước công dân, có đeo khẩu trang thường xuyên. 20 giờ 30 khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì nhận tin báo người bạn đi cùng bệnh nhân 2982 bị cách ly tập trung F1 nên liên hệ với trạm y tế phường Xuân Thanh khai báo y tế. Sáng ngày 4 tháng 5, bà T được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với nCoV vào tối cùng ngày. Mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai thực hiện. Ngay trong đêm ngày 4 tháng 5, Sở Y tế Đồng Nai đã họp khẩn cấp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Long Khánh để điều tra, làm rõ dịch tễ liên quan bệnh nhân này. Hiện sức khỏe của bà T bình thường, không sốt, không ho, không khó thở. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh đang có những chuyển biến hết sức phức tạp. Những ngày gần đây cũng ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới. Do vậy, rất mong cộng đồng hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách thực hiện tốt các quy tắc 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc nơi đông người cũng như là giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng kỳ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.